Măng ớt đi cả nhà ơi. Em mình thái măng để ngâm là măng ớt đi mọi người nhá. Trưa nắng hè là mấy anh em vừa đi lấy ít măng các bạn ơi. Tranh thủ tí các bạn. Tranh thủ lấy măng này để anh em mình thái để làm măng ớt để gửi cho các bạn ơi. Mùa này sắp hết đến hết mùa măng rồi các bác mua để ăn dần nhé. Sẽ sắp hết mùa rồi nha. Được này anh em cũng hết cả móng mật rồi. Hết cả măng thôi. Hết măng, hết mắc mật. Rồi thì mua để ăn dần, ăn bún phở dần nhá. Mùa đông lạnh lạnh mà các bác có tí măng ớt này ăn kèm bún phở thì tuyệt vời luôn nhá. Quá phê, rực rỡ luôn. Đặt hàng thì số điện thoại bên góc màn hình nhá. Toàn là hàng tự tay anh em mình làm thôi. Nên là các bác yên tâm, đảm bảo nhá. Không phải là hàng nhập, linh tinh gì hết. Tự đi lấy đây này. Bác mua lọ to về ăn mấy tháng luôn các bạn. Cái này ăn thoải mái bao giòn mấy tháng mà nhá. Và gắp ra dùng đũa sạch thì thoải mái đến ăn mùa đông. Mùa đông thì mọi người ăn cái này rất là hợp luôn. Nóng người, ấm. Chua chua giải ngấy, chua chua cay cay tuyệt vời luôn nhá. Đấy, quay cho các bác tí gọi là anh em mình tự tay làm. Và mỗi lần thì chỉ có số lượng nó chỉ cái tầm này thôi. Để các bác đặt hàng thì liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá, kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin qua fanpage Cơm Quê TV nhá. Anh em mình thái xong măng rồi mà. Anh em mình lại đi tiện đi lấy cái cây tre để làm cái ống lam thì là thấy có măng này ý quá là lấy luôn. Một tre đây nhá các bạn nè. Tí nữa sẽ về sẽ kiếm thêm, lại thái thêm. Ba khóm như này là được cân. Anh em mình đang đi lấy ống để làm cơm lam các bạn ạ. Rồi, nhưng mà mình thấy rộng quá, chưa ngắm được cây ưng ý mọi người ạ. Hôm nay sẽ có món cơm lam, rất là lâu rồi anh em mình không làm món này. Món này cũng đặc sản ở trên miền núi mình đấy các bạn ạ. Các bác mà đi du lịch vào khu suối khoáng thì có rất là nhiều quán bán cơm lam. Để mãi mới được một cây các bạn ạ. À, đợt này là anh em mình tuyển dụng măng hơi nhiều nên hơi ít. Những cây như này là vừa tầm. À, đến chặt ra là trong lõi nó chỉ bằng 2-3 ngón tay thôi là nó đẹp. Không, bán trong mấy lần nhỉ? 2 lần ạ? À? Đây anh em mình lại tiếp tục đi tìm gạo nữa, để ngâm nữa. Ok các bạn ơi. Khả năng là cái ống này nó hơi to một chút, khả năng anh em mình nướng chỉ 5-6 ống này. Mình cứ chặt sẵn ở đây để rửa xong rồi ngâm gạo thì anh em mình sẽ nướng, không chỉ nguyên nướng ống lam nhé mọi người nhá. Hôm nay anh em mình nướng cả gà nữa, gà nướng cơm lam chuẩn bài luôn. Đây mình rửa ngâm gạo nữa nhá. Đấy, bò ngâm ở đây nhá. Rửa cái xe gấp cái gà để nướng này. Rồi lấy thử tre vào nhá. Mình rửa qua. Hôm nay mình rửa qua. Đấy, hôm nay mình sẽ hiểu hai con gà các bạn. Chuẩn bị luôn hai con gà. Gà để tẩm ướp là nướng luôn các bạn. Hai con mới bỏ được. Hôm nay anh em mình lại sang chỗ nhà em dần. Đấy, mọi người đang làm nhà ở đây ấy, thấy đông đông vui vui thì anh em mình sang bên này làm cho nó đỡ có ba anh em buồn lắm. Tí ăn uống cho nó vui vẻ không ạ? Nói chung là ba anh em mình vẫn làm được thôi, nhưng mà bên này mọi người đông vui với lại thôi. Bên này tí nữa tài cho làm ngon rồi nhá. À, làm ngon á, được. Đúng tài qua, làm ngon. Đúng qua làm cả ngon lắm rồi. Đấy. Ngon chảy nước dãi. Ôi trời ơi, ngon ngon chảy nước gì? Chảy nước dãi. À, yeah. Nước gì? Nước dãi. Chảy nước dãi ngon, thì mời các bạn ạ. Cá ngon tuyệt vời đúng không? Vâng. Rất là nhanh mồm, nhanh miệng các bạn nhé. Em cũng chảy nước dãi mình. Sao là bây giờ anh em mình sẽ đi đốt củi luôn. Đi lấy than để anh em mình làm cơm với cả nướng gà. Cũng muộn rồi. Rồi bắt đầu lên lửa để lấy than các bạn. Tí nữa đợi anh nghiền xong là làm anh cả tẩm cơm ướp gà. Đấy.
Để cái sang nhà em Dần thì đang làm nhà ấy, gỗ đây. Gỗ các bạn. Than thì phải gọi là thoải mái. Cái nướng gà cho ngon nhá. Nó ngon thật ngon nhá. Cho gia vị vào. Phải cho gia vị à? Thế nướng mọi không được à? Phải cho gia vị vào mới ngon phải không? Đấy, tí bảo bác Miên tẩm ướp gia vị nhá. Tẩm ướp gia vị cho nó. Anh Miên các bạn. Nhồi cơm. Không cần phải đợi anh Niên các bạn ạ. Hôm nay thì anh em mình sẽ nhờ chú Sơn. Đấy. Cao thủ ở đây rồi. Chú Sơn là rồi nhồi gạo vào ống này. Chỉ nhồi đấy thôi ạ, à? Không chỉ không, nhồi này. Không muối biết gì đâu phải không ạ? Không cho muối đâu. Nhồi này. Chú Sơn thì thấy bảo là đã làm món cơm lam này rất nhiều rồi. Suốt ngày làm cơm lam đi chợ bán. Này. Đấy cho gần đầy ống này bắt đầu cho ít nước vào mà nút lá chuối vào là mang đi đun thôi. Đun nhẹ nhẹ. Lâu lắm cháu không làm món này. Thế này là được. Nhét lá chuối vào thêm nữa là xong. Nhét lá chuối để bịt cái nắp ấy. À. Đây đi, để cháu quấy. Ông nghe đi. Đấy, cái cuốn cuốn này nhét thế này là mang đi đun thôi. Nấu. Đun lúc là nó cháy cháy cái ống này là cơm chín đấy mà. Lửa như kia là cho vào được chưa chú? Cho được đấy. Thế thì tí bọn cháu dựng vào đấy luôn. Được. Xoay. Cho vừa vừa rồi. Tầm đấy được không? Thêm mít nước vào. Đấy. Đấy, tầm đấy được. Không ít đâu. Mỗi người cứ một ống này là no căng bụng. Ghém thêm cả thịt gà thì ăn nó hết ý rồi nhỉ. To mới được nhiều. Cho có tí tí nước. À cái ống nào chú cho nước rồi à, mỗi một ống thôi nhỉ. Để cho lấy nước cho sau. À. Mai thấy bán cơm lam ở chỗ dưới khu rước đen. Nó lại gọi cho đúng đi. Lại được nhỉ? Được. Ống này 20 thôi. Chấm thêm, làm thêm tí muối vừng. Tìm tí gọi là có cái xe đẩy đẩy thì nướng tí thịt nướng nữa là đẹp luôn. Khéo lại đồng này, thật đấy. Đồng đấy. Đồng hàng. Cái cơm lam này ở hội chợ, ở cái hội trung thu này. Ok. Đấy, cảm ơn chú Sơn đã ra hướng dẫn để bây giờ đến cái đoạn mà anh em mình đi đốt ống lam này thì chắc là anh em mình làm được rồi. Easy rồi các bạn ạ. Quá ngon. Kê thôi, chỉ kê thôi mà xoay ừ. Nóng một tí nhưng mà tí nữa là ok. Nước cơm lam. Đặt ở đấy, dựa đấy, tí là xoay được. Tí lên kiếm cái kẹp. Trong bếp chắc có cái kẹp đấy. Trong bếp có cái kẹp, tí xoay xoay nó. Ok, 2, 4, 6, 7 cái. 7 ống các bạn ạ. Giờ anh em mình sẽ nướng cơm lam nấu đây. Anh vui nóng các bạn ơi. Xoay các bạn nha. Cứ thế thôi. Nóng. Được rồi các bạn ạ. Rồi, hôm nay anh em mình sẽ nướng gà với lá bóc mật mọi người nhá. Đấy, bây giờ tuốt rửa lá bóc mật đã. Không có quả, có lá mọi người. Lá rất tốt luôn. Lá thì lúc nào cũng có quanh năm luôn, nhưng mà quả thì nó chỉ đến vụ nó mới ra quả mọi người ạ. Nên là cũng cuối vụ cũng không còn quả nào. Để có quả thì anh em mình cũng để ngăn đá, cũng không dự trữ được lâu. Rồi, mình sẽ sử dụng ớt này, hành khô, xả nhá, với lá mốc mật kết hợp. À, bây giờ mình sẽ thái nhỏ cho vào đây, thì nữa anh em mình sẽ vò cái lá mốc mật này.
Đây mình cho vào đây thì mình sẽ vò với cái phần lá mốc mật để cho nó nát ra nhá mọi người nhá. Cái phần ớt thì đi nữa anh em mình vò sau, chơi cả vò cả ớt thì khả năng là bỏng tay. Bỏng tay ạ. Mình phước luôn, mình vò được nát thì mình xong bắt đầu mình sẽ cho gia vị vào đây. Đấy, anh em cho muối nhá mọi người nhá. À, nhiều chút. Mì chính. Hạt tiêu. Tiếp theo là dầu ăn nhé mọi người nhé. Bây giờ mình cho dầu ăn và mình sẽ đảo đều lên. Nó bắt đầu nhồi sát vào quanh con gà. Đây, gà đây mọi người nhá. Anh em mình sẽ nhồi cả vào trong bụng nó một ít. Đấy, mình cứ để này tẩm ướp. Đấy, anh em mình sẽ xuyên hai em gà này nhá. Quay. Hai con vào một. Hai con vào một cây. Giờ mình sẽ buộc cái phần này vào nhá. Để cho nó đỡ xoay, đỡ bị tụt. Chơi bằng lạt này chắc chắn này mọi người. Ăn sẵn rồi đấy. Ok nhá, xiên xong hai con này rồi bạn ơi. Em mình đi nướng, chờ đợi thôi. Con ra xay. Ok, nướng các bạn ơi. Chờ đợi. Chờ đợi thôi các bạn ạ. Thì thoảng xoay phát là được. Trong thời gian nướng gà anh em mình bắt đầu gọi là bóc cơm lam này. Đẽo. Đẽo. Cái phần cháy ngoài đi bóc cho nó dễ. Cho bỏ cái phần cháy ngoài này thì bóc ăn dễ. Bóc là có cái màng của cái tre này này, ăn nó mới thơm. Mai nhà mình ăn gì lên thực đơn luôn nhỉ? Mai làm lễ hạ giáo mà. Mai làm cái lễ hạ giáo ấy. Là lên là từ từ chắc, để chắc, giải chắc. Ra chuối. Đấy, khu này thằng này. Ui, ui. Ra này. Gà này. Chín rồi. Ua, cái nước đấy. Buộc này mà không chín nữa. Hơi bịp. Thơm thế nhờ. Vậy đã cho chú Tại đi theo chú Tại làm cái lắm. Bảo gì? Có vợ. Tuyệt vời thế nhờ. Tuyệt vời. Thơm tuyệt vời. Ôi thơm này. Đấy rồi, hơi nóng nha. Con lợn này. Anh chặt chân chưa? Chặt rồi. Đấy. Ôi. Đấy, để phút đây. Luôn. Mai đâu lại nướng thì sao? Được rồi, anh em mình sẽ chặt nhỉ? Chặt rồi. Chặt rồi. Ok, ok, cần khu mà. Đúng rồi, nào xem nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đét luôn. Ăn đầu cho con múc ba cái còng luôn. Cho thằng nhớ con ăn cái còng. Ăn đâu, múc ba luôn không? Có. Nóng. Chắc bỏng luôn. Để cái còng tí cho nhớ con ăn. Nóng đấy. Nóng lắm. Nhưng mà đúng cả nóng phải ăn nóng nóng được không người ạ? Còn bia thôi nhỉ. Gà nướng này không có bia à? Đét luôn. Gà nướng phải uống bia chứ. Ui. Ui này. Mỗi mâm một con các bạn nhé, hôm nay làm hai mâm. Mà nóng đấy. Mỗi mâm nó hơi đất thì chặt đi. Chặt phát rồi xong xem bên trong thế nào. Ngoài. Ai, ua. Ui, vừa đẹp nhá. Bây giờ cho nó móng mật ra đây nhá. Đúng như quay lợn luôn. Ấy rồi rồi quá ok là, luôn. Các bạn có gì wow. Mai làm cái lễ hạ chày phải mua phải mua cái bộ súng thần công mới ăn thôi. Được rồi được.
Để cộng cho em Nghĩa nhá. Em ống nữa. Cho nó một xỉa nữa xong là để cái to to. Đây rồi. Wow. Thì anh em lên bóc cơm lam nữa. Đấy. Ok nhá, bên này là một mâm, mình sẽ làm thêm mâm nữa. Ui giời ơi, cái lá mông mật này thơm phức này. Thơm thật sự. Nhớ dẫn nhỉ? Này. Anh ơi, cái này mà ăn với ớt xiêm của anh ấy, đặc cấp lắm. Có mà, ôi, bắn phát mà hiện. Không có còn. Rồi, xong rồi bạn ơi. Lên bóc cơm lam nữa. Ăn rồi. Nổ máy. Chanh chanh chanh. Đấy, pha nước chấm các bạn ơi. Muối ớt hạt dổi của anh em mình nhá. Okay. Kèm thêm ớt xiêm muối. Hôm nay hôm qua nửa lọ, hôm nay chắc là hết rồi các bạn ạ. Mỗi hôm nửa lọ là hết. Đấy, và thì chanh vào nữa. Khả năng là tối nay là hết thôi. Bác nào mua liên hệ số điện thoại với các bạn hình nhá. Ớt xiêm nhá. Ớt xiêm rừng. Đấy, muối ớt dổi. Năng nào thế chẳng hạn. Các ông ghém 4-5 quả một lần cơ mà. Đấy, nhìn đã thèm rồi. Làm quả đi. Làm quả cho nó. Kẹp với thịt. Kẹp với thịt đi ông. Ôi dồi ôi, thịt kia. Đấy. Ui giải đấy. Có phải thế chứ. Mời bà mâm anh em tôi chưa? Cả anh em nhá. Có đây. Chào mừng mấy ơi. Mấy tí thì mà làm cái lễ hạ gì đấy hạ giáo à? Nhanh bố ơi. Đấy, mình cứ phải làm cái cổ này mọi người nhá. Chấm đi cái muối hạt dổi. Đấy, ném ớt xiêm này. Đấy, rực rỡ chưa. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Bốc tay thôi. Giòn hết luôn. Cả cái bì nó là giòn hơn thơm. Xin mời bạn nha. Mới chấm ấy nha. Ngọt đấy. Đây đây đây, đây. Ủa dù. Ăn thế này thì có cả là 5 trái ớt. Hay lắm. Ăn cũng hay lắm à. Ủa. Xong cháu cứ ăn một quả với cái. Mời anh em nhá. Hai quả, ba quả, cứ phải cho cả quả. Ừ, thịt nữa. Nhưng mà không có thì ăn lại không ngon. Đúng rồi. Dạ. Nhưng bữa cơm không có nó ăn không ngon. Sơn chú, chú ấy không ăn thịt gà sao? Đấy, thế. Ăn mà. Cho chuyển đi. Thôi cho hai quả ớt vào. Không ghi tà. Đây. Ờ. Ớt đây rồi. Ớt đây, ớt đây. Cháu, hai quả ớt. Ừ, coi này thơm ấy. Ăn miếng thịt gà anh em cơm quê nướng nó cũng ngon lắm. Lâu nó càng ngấm vào. Mỗi lần nó héo đi rồi. Ngon đấy. Nó bé. Nó ngon. Thơm mà này, thịt gà này ăn nướng nó hơi quắt quắt. Đó là phải để ngăn mát mà. Mình để ngoài thôi. Này cứ phải ngon. Một quả ớt à. Để mát nó tươi. Mình nhai thêm miếng ớt nên là cảm giác nó sẽ thơm hơn. Thơm thơm nồng nồng. Anh Bảo ăn cơm. Đúng rồi, thịt gà mà nướng quay quay đòn như này sẽ ngon hơn là nướng phanh các bạn. Giữ được nước hơn, nó ngọt khô ngon. Mà nướng bằng cái lá mọc mật này nó cũng ngon các bạn. Bước quần ai thích lá mọc mật ở dưới nhỉ? Này, số 7 đang bóc cơm lam. Ôi đẹp này, mình không nhìn được. Nó có cái màng của cái tre này, ăn mới ngon này. Bỏ đi con. Một vị nó ở cái chỗ này đùi. Em ăn. Có cái cánh ở giữa. Ăn ngon ngon nhỉ? Ăn có khỏe mai, tối mai. Tối mai người học đấy à? Đỡ. Thế luôn. Thế mình đi tiếp nhỉ? Ừ. Tối nay còn đi không? Tối nay không đi nghỉ nhớ anh nhỉ? Nghỉ mai mình học nhỉ? Tài không biết bóc à? Bóc xong thế nào rồi? Mình hôm nay rồi, chú Bảy ấy đi, chú Bảy đang vừa bóc xong rồi. Là miếng thịt gà rồi chú ạ. Đúng rồi, ghém cả miếng thịt gà vào. Đấy nhìn rồi. Khổ quá. Ăn gì? Đấy, ăn thấy nó ngập mồm. Nhưng mà phải thêm tí ớt này cơ. Đài đâu rồi? Vâng. Đây, đây đi. Đấy, ui trời ơi, dính luôn quả thôi. Quả ra. Đây đi. Hai quả. Hai quả vào. Nó phải lách tận mày nhanh nhá. Nó xào tầm đấy được không? Đây, mình bên này thì hai quả ớt. Ăn cơm này đã. Ăn cơm không ăn thịt gà sau. Đây này, đây nó gọi là cơm. Cơm lam với ớt gà. Cơm lam ngon. Ăn cả miếng thịt gà nữa, tuyệt vời. Anh ấy.
cỡ là móc mật, nó móc mật được chứ. Cài 12 quả, ông ơi, 3 quả rồi. Đúng rồi anh, quả lắm. Cứ cay xong rồi, cứ kêu cay vậy xong lại ăn thôi. Lại ăn. Bố bảo bố vẫn trả ra cho con. Nhưng mà miếng ngon là vì để dành đến trưa sốt ruột. Thế nên như này, thế này thì cứ chịu thế nào rồi. Không phải rực rỡ ăn nóng. Thế mà bằng. Ừ. Thế mà bằng ông ăn phải ăn nhiều. Đúng không? Cơm làm thịt gà. Quá được rồi. Tóm lại là phải thế. Trời đũa nó vướng quá rồi ngắn quần. Con tổng cảnh cứ dày. Tóm lại mình uống rồi. Ông Hà mua được 2 lọ, con này làm 1 lọ. Này, 2 lọ to rồi. Chúc mừng thắng lợi nhá. Ủa, ông phải không thiếu được cái này đâu. Đồ nướng mà thiếu cái này. Nó hơi tanh tanh mồm đúng không? Đây. Chú Sơn, làm miếng thịt gà đi chứ. Hôm nay anh em cháu nấu cơm rồi. Nướng cơm rồi, bây giờ ăn thịt gà đi. Không phải ưu tiên cháu đâu. Ít cháu chấp nhận mà. Ngon. Không, nhưng mà làm tí đồ nướng này ngon lắm. Làm tí đồ nướng này ăn gì? Cứ trời nắng ăn cũng được. Chụp ảnh nha. Mà mưa cũng vàng được nữa cơ. Ờ, vì chân này hôm nay không nướng mà ăn đi nấu canh này. Đấy, hơi to đấy nhỉ. Cái này phải lấp mồm. Nướng ăn. Cái này ăn khô. Hai cái ăn cái nào? Làm ăn chú cây cây. Nói bảo làm thêm tí ớt nữa. Ớt xiêm của anh em mình còn nói chung là rất là chất lượng nha mọi người nha. Mọi người mà ăn thì liên hệ số điện thoại để được thưởng thức. Ông lấy ở bên tủ có. Ở đâu đấy? Làm miếng chân gà nấu canh nha. Ôi giời, này chân gà nấu canh. Nó định nướng rồi nhưng mà chân gà bằng nấu canh là hợp lý. Hợp lý hơn đấy. Được, chân hơi to đó. Chân hơi to mà ăn giòn đấy mà. Chân này ăn giòn thật đấy. Ngon. Chân thì nữa như đông tảo. Thế thì hai chú cháu mình mới ra ăn một bên thì cho. Nó đi theo cặp đấy. Ăn theo cặp. Ừ, cảm ơn chén. Bác cháu mình uống rượu với ăn thịt gà với ăn thịt. Nó uống riêng chén nhỉ.